chào tất cả các khách hàng của DK Eyebrow and Beauty. Và rất vui được gặp lại mọi người ở trong livestream ngày hôm nay ạ. Và hiện giờ thì chuyên gia của chúng tôi thì đang thực hiện một ca laser lông mày cho một khách hàng. Và theo như tôi được biết thì cái cặp lông mày này chị đã làm được tầm 5 năm rồi. Đó, cái gốc mực vẫn còn khá là đậm. Và ngoài ra thì cái dáng lông mày nó hơi bị ngang một chút xíu. Và cái phần đuôi lông mày là bị mụt. Cho nên là chị đã quyết định là xóa cái cặp lông mày này đi để đăng ký làm dịch vụ mới ở tại DK. Và như mọi người có thể thấy thì cái quá trình laser ở tại DK diễn ra rất là nhanh. Vì DK sở hữu cái công nghệ đó là Cyzo Picomax. Và với cái công nghệ này sẽ đảm bảo xóa hiệu quả cái gốc mực của chúng ta này. Và ngoài ra thì không hề làm ảnh hưởng đến cái vùng da lông mày. Như mọi người có thể thấy thì cái vùng lông chính là của chúng tôi là vẫn còn nguyên, không hề có cái dấu hiệu là bị rụng lông hay là cháy lông. Và laser thì chỉ tác động xóa mực ở trên bề mặt thôi. Đó. Chị ơi thì không biết là trong quá trình laser thì chị thấy thế nào ấy? Không đau đâu ạ. Nó chỉ hơi châm chích chút xíu thôi đúng không chị? Vâng, thì không biết là nó có khác so với cái cảm nhận bây giờ của chị, nó có khác so với những cái gì mà mình có lo sợ là đau chưa không ạ? Các bạn cũng tư vấn là nó cũng không đau lắm nên ra là mình cũng không lo lắng lắm. Nên tư tưởng của mình khá là chắc chắn đúng không chị? Vâng, thì chị Giang ơi, không biết là với cái cặp lông mày này thì chúng ta sẽ cần bao nhiêu lâu thì có thể làm được liệu trình mới hả chị? Cái lông mày của chị Lê thì chị chỉ cần hút 2 lần thôi. Và chị đã có thể làm mới được rồi. Sau 1 tuần nữa, hút thêm 1 lần nữa là có thể làm mới luôn. Khác với công nghệ khác thì sẽ rút ngắn gấp 4 lần thời gian đúng không ạ? Vâng, và chúng ta hãy cùng đón chờ cái sản phẩm lông mày cuối cùng của chị khách hàng của chúng tôi nhá. Và hiện giờ thì một liệu trình laser của DK đang được giảm 40%. Nếu như mà các chị em có những lông mày hỏng, lông mày lỗi, chúng ta hãy nhanh tay gửi tình trạng của mình qua fanpage của DK để được hưởng cái chương trình ưu đãi cao nhất và hấp dẫn nhất mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào cả nhà.